Xin chào anh em, tôi là Hàm Rồng đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hàm Rồng Studio. Thì tôi đã có hai video lần trước đã hướng dẫn cho anh em về cái cách lựa chọn áp tô mát, contactor và rơ le nhiệt. Nhưng mà đấy là cái trường hợp mà anh em tính toán theo cái kiểu là công thức. Nhưng mà bây giờ vấn đề là khi anh em đi làm ngoài công trường thì những cái công thức tính toán đấy thì gần như là anh em ít sử dụng, và gần như chúng tôi đi làm chúng tôi sẽ không sử dụng theo những cái cách tính đấy, mà chúng tôi sẽ làm theo cái kinh nghiệm. Tất nhiên là giữa việc làm kinh nghiệm và giữa việc mà anh em tính theo công thức có tính toán, chắc chắn là cái việc sai số là không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà bao giờ cái theo kinh nghiệm thì là tại vì là những cái nào mà chúng tôi làm, chúng tôi phát hiện ra và chúng tôi cảm thấy nó được ok thì chúng tôi mới làm, chứ còn không. Mà anh em có một điều là anh em phải nhớ là chúng tôi làm, chúng tôi đều phải dựa trên những cái tính toán hàng ngày, xong rồi chúng tôi mới đúc rút được ra những kinh nghiệm đấy để chúng tôi lựa chọn sao cho nó nhanh nhất. Giống như là cái việc mà khi anh em gặp một con động cơ là 2,2 kg, 5 kg, 10 kg thì chủ đầu tư người ta hỏi luôn anh em ạ, là anh có một con động cơ nó như thế này thì bây giờ em lựa chọn luôn cho tôi nó như thế nào. Không lẽ là anh em lại bây giờ anh em lấy máy tính ra, anh em lấy công thức ra rồi anh em ngồi tính toán, làm như vậy nó sẽ rất mất chuyên nghiệp, nó không hề chuyên nghiệp một chút nào. Và cái đặc biệt là nó thể hiện là cái tính chuyên nghiệp của anh em, tức là chỉ cần người ta hỏi là có con động cơ là 2,2 kg thì tôi có thể lựa chọn được luôn là cái áp tô mát là bao nhiêu. Thì bây giờ tôi với anh em sẽ cùng nhau đi khám phá cái cách tính đấy nó như thế nào, mà đều là dựa trên những cái kinh nghiệm thực tế. Mặc dù những cái này nó là dựa trên những cái tính toán mà chúng tôi đã làm rồi. Rồi ok, thì bây giờ tôi anh em sẽ cùng nhau đi làm. Thì ở đây tôi vẫn để lại một số cái bài mà tôi tính toán lần trước cho anh em. Thì tôi có biết được cái công suất này, thì tôi dựa vào công thức là chuyển bế đổi dấu, ở đây là B bằng căn 3 UE cos phi, thì tôi sẽ tính ra được cái y định mức của động cơ. Đấy là cái trường hợp mà tôi mất đi cái nhãn mác của động cơ. Về cái phần điện áp định mức động cơ thì tôi không biết. Và cái trường hợp thứ hai, đấy là cái trường hợp mà nhà sản xuất người ta đã cho tôi rồi, lần này thì tôi biết. Nhưng mà bây giờ tôi hai cái cách này thì tôi sẽ không làm theo hai cái cách ở trên mà của hai cái video lần trước tôi hướng dẫn cho anh em, mà bây giờ tôi sẽ làm theo cái tính toán và dựa theo những cái kinh nghiệm mà tôi thường làm thì tôi chỉ cho anh em cách tính. Thì ở đây với hai cái nhãn mác động cơ cũ này, thì trong cái trường hợp này thì anh em chỉ cần quan tâm đến cho tôi là anh em chỉ cần biết là cái công suất của động cơ là bao nhiêu, thì anh em có thể nhắm nhanh ra được cái dòng điện định mức của động cơ. Tất nhiên là nó sẽ có những cái sai số, được chưa? Nhưng mà cái sai số này nó ở trong cái phạm vi nó cho phép thì vẫn là ok, được chưa? Hai cái bài trên này thì tôi vẫn để lại nha. Cái mà bây giờ người ta cho tôi đấy là cái công suất này. Ở đây thì tôi sẽ cho nó to lên một chút này. Bây giờ chủ đầu tư người ta có hỏi tôi ạ, là bây giờ anh có một cái động cơ là 2,2 kg thì em hãy chọn luôn cho anh một cái áp tô mát. Vấn đề bây giờ tôi sẽ làm như thế nào? Thì trước khi mà tôi làm thì tôi sẽ chỉ cho anh em cái phần này đã. Thì tôi vẫn dựa vào cái công thức này ở đây. Cái công thức tính của công suất B bằng căn 3 UI cos phi, thì tôi chuyển vế đổi dấu để tôi xem Y nó bằng B trên U nhân cos phi nhân với căn 3. Bây giờ nha, bây giờ tôi sẽ tính theo cái kiểu là tôi lựa chọn với cái dòng điện định mức của động cơ với cái công suất là 1 kW thì nó sẽ tương đương với lại bao nhiêu. Thì ở đây một kW ấy, ở đây là tôi đang tính 1 kW thì để tôi xem tương ứng với lại y định mức của nó là bằng bao nhiêu này. 1 kW đúng không, thì tôi nhân với 1000 này, được chưa? Thì tôi đổi ra watt, mà ở đây là tôi đang tính theo cái 1 kW nhá, 1 kW này, được chưa? Ở dưới này thì vẫn là 380, hiệu điện thế là 380 là không thay đổi này.
nhân với cái cos phi là 0.8 này, vẫn không thay đổi này, nhân với căn 3 là bằng 1.73 này. Tôi phóng to cái này lên một chút. Bây giờ anh em chỉ việc chia ra cho tôi. Ở đây là có 1.000 này. Được chưa? Chia cho, ở đây tôi sẽ nhận máy tính trước, là đầu tiên là tôi xem là cái mẫu số là bao nhiêu đã. 380 nhá, nhân 0.8 này, được chưa, nhân với 1.73 này. Ở đây tôi sẽ ra được cái mẫu số là 525.92, được chưa, thì là 1 kW. Tôi đổi ra watt là tôi nhân với 1.000. Ở đây là 1.000 này, tôi sẽ chia cho với lại cái mẫu số lúc nãy tôi nhấn với anh em là 525.92 bằng 1.9. 1.9A đúng không? 1.9A thì anh em có thể là anh em lựa chọn, tức là làm tròn lên bằng 2A cho tôi. Ở đây đáng lẽ là cái dấu làm tròn nhá. Ở đây thì tôi làm tròn lên 2A. Đây là tôi làm tròn lên 2A. Được chưa? Thì bây giờ anh em để ý cho tôi này. Với cái động cơ 3 pha thì 1 kW thì nó sẽ tương đương với dòng điện định mức gần bằng 2A. Được chưa? Là tại vì ở đây công thức đây, Y là bằng B trên cho U cos phi căn 3. Được chưa? Thì tôi tính ra được gần bằng là 1.9. Đúng không? 1.9 này thì tôi làm tròn lên 2A. Được chưa? Thì khi mà tôi làm tròn với lại 1 kW này thì tôi có y định mức của nó là bằng 2A nhá, được chưa? Đây là tôi tính cho anh em ở dưới đây nhá. Vậy thì 2.2 kW thì nó sẽ là bằng mấy A, tương đương với mấy A? Thì anh em chỉ việc anh em nhân chéo lên y định mức thì ở đây tôi sẽ có là dòng điện định mức của động cơ với cái công suất là 2.2 kg, thì anh em chỉ việc nhân chéo lên cho tôi. 2.2 anh em nhân 2 chia 1, tức là 2.2 nhân với 2A. này tôi sẽ nhân với 2 này, nó sẽ được là 4.4A, được chưa? Thế thì anh em có thể tính nhanh ra được không? Bất kể một cái động cơ nào cũng vậy, thì anh em chỉ việc anh em nhân với 2 là ra được cái dòng điện định mức của động cơ. Xong rồi anh em tính áp tô mát thì anh em vẫn tính toán như bình thường theo cái công thức ở trên đây cho tôi. Khi anh em tính ra là cái dòng điện định mức của động cơ nhá, với cái động cơ tương ứng là 2.2 kg, thì ở đây là tôi chỉnh sửa thành 4.4 này. 4.4 tôi nhân với lại 1.5. Ở đây là tôi sẽ được 6.6. Thì tôi vẫn lựa chọn một chiếc automat là 10A, contactor là 9A và rơ le nhiệt từ 6 đến 9A. Thì nó vẫn ra được những cái kết quả nó giống như là theo anh em tính toán ở trên. Thì anh em đã bỏ được qua các bước như là phải đặt công thức lại. B là bằng bao nhiêu thì UI cos phi, mặc dù là tôi có dựa trên những cái tính toán nhá, tôi có dựa trên những cái tính toán công thức mà anh em hay tính ở cái bài ví dụ ở trên, nhưng mà khi người ta chủ đầu tư người ta hỏi tôi ạ, bây giờ có một cái động cơ là 2.2 kW thì nó yêu cầu tôi là phải chọn là cái áp tơ bao nhiêu, thì tôi chỉ việc đơn giản là tôi nhân với 2 là tôi sẽ ra được dòng điện y định mức của động cơ. Tôi tính một cách cực nhanh luôn, tôi không cần phải quan tâm đến là bây giờ lại hệ số cos phi là gì,
hiệu suất động cơ này, rồi những cái công thức này, để tôi ngồi tôi nhấn máy tính làm như vậy nó sẽ mất cái tính chuyên nghiệp đi. Thì họ chỉ cần hỏi tôi kể cả cái động cơ bao nhiêu nó cũng vậy, kể cả cái động cơ là 30 hay là 20 kW, ví dụ như tôi có cái động cơ là 10 kW đi đây nha, ở đây là tôi sửa lại một chút này là 10 kW này, được chưa? Thì họ hỏi tôi là bây giờ chọn cái aptomat là bao nhiêu là hợp lý, hoặc là dòng điện định mức của động cơ là bao nhiêu. Thì bình thường ạ, thì tôi sẽ dựa trên các thông số của động cơ để từ đấy tôi biết được cái định mức của động cơ, rồi tôi lại nhân với cái tính toán này là tôi sẽ ra. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là nếu mà trường hợp mà tôi bị mất nhãn, tôi không có cái dòng điện định mức của động cơ, thì tôi sẽ dựa vào công thức là vẫn bằng B chia U cos phi nhân căn 3 là tôi ra được cái định mức. Nhưng mà bây giờ nha, người ta nói luôn là có một cái động cơ là 10 kỹ thì hãy tính nhanh luôn, thì tôi chỉ việc lấy 10 tôi nhân với 2, được chưa? 10 nhân với 2 thì tôi ra được bằng 20A. Tôi tính được luôn cho anh em là dòng điện định mức của động cơ là 20A. Rồi tôi chọn aftermath bằng cách nào? Rồi tôi vẫn sử dụng cái công thức nó như thế này, được chưa? Tôi nhân với 20. Ở đây là tôi ra 30A luôn, thì tôi sẽ sử dụng cái aftermath là 30A đối với cái động cơ có công suất là 10 kW. Như thế này là ok luôn, được chưa? Anh em ok chưa? Công suất này 10 kW này, tôi chọn cái CB là 30A bằng 30A hoặc là 32A vẫn ok. Thì contactor contactor thì tôi phải chọn cái 25A và giơ le nhiệt. Giơ le nhiệt thì ở đây thì tôi sẽ lựa chọn từ 20 đến 25A là ok. Anh em thấy ok với tôi chưa? Kể cả cái động cơ bao nhiêu cũng vậy, 20-30 ký thì anh em chỉ việc nhân với 2 là ra được cái dòng điện định mức của động cơ. Rồi anh em nhân với cái hệ số 1,2 đến 1,5 là ra được cái aftomat mà anh em cần lựa chọn. Được chưa? Đây là cái cách tính nhanh. Anh em không phải nhớ là những cái này nó như thế nào rồi lấy máy tính rồi anh em nhân ra, thì anh em chỉ việc nhân với 2 thôi. Còn tại sao là nhân 2 thì tôi đã nói với anh em rồi. Thì tôi tính tương đương 1 kW thì nó sẽ tương ứng với lại bao nhiêu A, rồi từ đấy là tôi nhân chéo lên là tôi sẽ ra được cái dòng điện định mức của động cơ tương ứng với lại cái công suất đấy. Rồi ok. Rồi, cái buổi chia sẻ này của tôi đến đây là kết thúc. Thì ai thấy hay hãy like và subscribe kênh của tôi. Xin chào anh em.